Số áo 11, anh em nhìn có quen không? Kẹt kèo, đây chính là Billy Kẹt Kèo Phon Phon, ngôi sao của bóng đá Lào. Ngày xưa từng làm mưa làm gió à? Làm mưa làm gió định hơi quá, nhưng mà Billy Kẹt Kèo Phon Phon từng thi đấu tại League Ăng và League Đơ. Nhưng mà khi về thi đấu cho đội tuyển Lào thì dấu ấn của Billy Kẹt Kèo Phon Phon không phải là quá nhiều. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Lớp Phong Vai đây. Trải qua một vài, nói chung là một chuỗi series liên tiếp về các siêu đội hình, có đội hình lên đến 800 tỷ TP, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm một đội hình gọi là có đầy đủ các cầu thủ Việt Nam ở trong game, ngoại trừ Nguyễn Quang Hải. Đội hình này còn có sự kết hợp của rất nhiều ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á, của các quốc gia Thái Lan, Indonesia, cùng với đó là Malaysia và Philippines. Một đội hình giúp cho chúng ta đủ sức có thể thi đấu tại vòng loại World Cup. Theo mình đánh giá là như vậy, đủ sức để thi đấu ở vòng loại thôi nhé. Chứ còn thì nếu để vào sâu thì cũng hơi khó. Đội hình này có một vài ngôi sao đang thi đấu ở các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Đây là cầu thủ đang thi đấu tại Wolverhampton của Singapore. Thi đấu ở vị trí RDB. RDB khác với RB nha anh em. Nhưng mà hình như được cả Busquinsbot giống nhau thì phải, nếu mình không nhầm. Tiếp theo chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Thanawat. Thanawat là tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Leicester City. Leicester City cũng là một đội bóng có ông chủ là người Thái Lan. Đội trưởng của đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á này thì sẽ là Công Phượng. Công Phượng thì hôm trước mình đã review rồi. Công Phượng ở mức thẻ cộng 8 cực kỳ cháy, cực kỳ ngon. Và nói chung là có tiền không thể nào mà mua được. Đây là Lý Nguyễn anh em ạ. Lý Nguyễn cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của Thành phố Hồ Chí Minh, đang thi đấu tại giải V-League nha anh em xem V-League để xem biết Lý Nguyễn. Lý Nguyễn là ngôi sao đình đám mà. Lý Nguyễn từng thi đấu và nổi bật tại MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, và Lý Nguyễn đã từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Mỹ và thi đấu, thế nên là Lý Nguyễn không thể nào thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đừng nữa, đây là Ben David. Ben David cầu thủ này đang thi đấu tại Oxford của giải bóng đá Anh thì phải, mình không biết là hạng mấy. Còn đây là cầu thủ của Malaysia, anh em cũng đã nhìn thấy rồi, đó chính là cầu thủ này tên là gì nhỉ? Đây. Krasniqi mình không thấy quá nhiều. Đây chính là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Theo mình là như vậy. Đây là Homan đang thi đấu tại Bochum, giải Bundesliga. Bundesliga xịn luôn nha anh em. Còn đây một cầu thủ có gốc gác Việt Nam khác, đó chính là Pendon Quang Vinh. Pendon Quang Vinh là một cầu thủ thi đấu vị trí LB. Ngày xưa anh từng thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và bây giờ đã chuyển về League Đơ cùng giải đấu với lại Quang Hải. Bộ đôi trung vệ ngày hôm nay sẽ là một cầu thủ của Philippines và Khemdi. Khemdi là CB tài năng của bóng đá Thái Lan nha anh em. Ở bên phía hậu vệ cánh phải là Daniel Kun, cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Cầu thủ này cũng có chỉ số tương đối cao ở trong tựa game FIFA đấy. Thủ thành cực kỳ nổi tiếng của bóng đá Philippines, từng thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, nay Etherid từng thi đấu cho Fulham. Anh em nào còn nhớ Fulham không? Fulham là câu lạc bộ mà thường xuyên lên xuống hạng đấy. Câu lạc bộ thi đấu cực kỳ nhiều trận bóng đá có giá trị 100 tỷ bảng, trận bóng đá tranh cái suất lên giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một đội bóng rất mạnh, Manchester United sẽ đối đầu với Arsenal. Màn này thì có hơi yếu một chút anh em ạ. Toàn cầu thủ Đông Nam Á thôi. Các cầu thủ Arsenal sẽ mặc trang phục sân khách của họ, đó chính là quần đen, tất đen và áo đen. Các cầu thủ Manchester United cũng mặc bộ trang phục sân khách là áo trắng, quần đen và tất xét. Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á đang chuyền bóng cho nhau để làm nóng trận đấu này. Pha dứt điểm đầu tiên của Công Phượng. Công Phượng là người lên tiếng đầu tiên trong dàn sao của Đông Nam Á. Trước khi mà Hồ Mình lên tiếng thì Công Phượng đã có một cú dứt điểm. Ui dồi ôi. Tí nữa thì có bàn thắng. Ngày hôm nay là một thử thách thực sự khi mà 11 cầu thủ này đều đến từ Đông Nam Á, không còn là những cầu thủ ngôi sao như ngày hôm trước nữa. Một tình huống phản công, các cầu thủ Đông Nam Á đang rất chậm chạp anh em ạ. Cú cứa lòng quá nhẹ nhàng của An Dung Hoan. Arsenal đã vươn lên dẫn trước 1-0. Không có quá nhiều thứ để bàn cãi về tình huống bóng này. Cũng có một chút lỗi của riêng mình khi mà ping hơi cao, mình đã điều khiển cầu thủ không tốt. Nhưng mà nói thật là tốc độ của các cầu thủ ngôi sao Đông Nam Á thì chậm thật. Đội bạn đã thả y con, chúng ta sẽ cố gắng thôi. Biết là yếu hơn nhưng mà không thể nào chùn bước, tinh thần của chúng ta là như vậy. Đường truyền dành cho Công Phượng. Một tình huống chọc khe hay, Billy Kẹt Kèo Phon Phon. Đây là Holman. Tiếp tục là Holman, tình huống căng ngang cho Công Phượng. Không được rồi, Công Phượng đứng hơi sâu anh em ạ. Đáng ra tình huống đó thì theo mình đánh giá là Công Phượng cần phải cất mặt, nhưng mà Công Phượng lại đứng chờ bóng ở một tư thế sẵn sàng. Trung vệ đối phương quá nhanh. Đội bạn thì cũng toàn các ngôi sao cả thôi, chỉ có chúng ta là những cầu thủ ít tiếng tăm. Một tình huống dứt điểm từ xa. Pha tranh chấp tốt của Benin Quang Vinh. Nói chung là mình thấy hiện tại thì các quốc gia Đông Nam Á đang nhập tịch rất nhiều, và đội tuyển Việt Nam cũng nên tính toán đến việc là
Tất nhiên là phải gọi những cầu thủ có gốc gác Việt Nam, ví dụ như là Đặng Văn Lâm hay đã từng ấy, hay là Philip Nguyễn hay là Pendon Quang Vinh. Ít ra trong cái tên thì còn phải có tiếng Việt, chứ không lại gọi toàn đâu đâu thì mình theo các quan điểm cá nhân của mình thôi thì cũng không tốt cho lắm. Đấy rồi, một tình huống chọc khe tiếp theo, anh em thấy là Công Phượng dù chạy rất nhanh nhưng mà không thể nào mà theo được dàn ngôi sao bên kia. Tràn ngập những khó khăn. Kia là rút Gullit anh em ạ. Ui giời, đội bạn có cả Gullit thế kia. Nhưng mà cơ bóng hay là của Lý Nguyễn, lại là Công Phượng. Công Phượng truyền cho Lý Nguyễn, một tình huống xuống biên rất tốt của Lý Nguyễn. Ui giời ơi, cơ hội tốt nhất từ đầu trận của đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á. Và hai cầu thủ đã phối hợp với nhau trong tình huống vừa rồi thì đều là các cầu thủ đến từ Việt Nam. Lý Nguyễn thì là một cầu thủ Việt kiều, còn thì Công Phượng không còn gì phải bàn cãi nữa. Tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, vừa nhận số áo 28 tại Yokohama FC, giải bóng đá League 1. À nhầm, J-League 1 anh em ạ, chứ không phải League 1. League 1 là giải vô địch bóng đá Pháp, còn J-League 1 là giải vô địch cao nhất của bóng đá Nhật Bản. Người vừa làm mất bóng lại là Công Phượng. Ngày hôm nay thì Công Phượng đối đầu với các hậu vệ đối phương có vẻ một phần nào đó là hơi đuối, khi mà bên cạnh anh không còn là Romelu Lukaku như ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì Công Phượng sẽ thi đấu cùng Billy Kiệt Kèo Phon Phon. Hai cầu thủ này đã từng đổi áo cho nhau tại kỳ AFF năm ngoái. Một tình huống tạt bóng là của Pendon Quang Vinh, không được anh em ạ. Công Phượng đã nhảy lên đánh đầu, nhưng mà hầu như ngày hôm nay tất cả những pha tranh chấp của Công Phượng thì đều không lại được. Không biết là đội bạn cặp CB là gì, khỏe thế nhở. Khỏe thật sự. Ngày hôm qua thì Công Phượng nó có cho mình một cú đúp và một tình huống dứt điểm ở sáng ngang, nhưng ngày hôm nay thì chưa thấy tung ra một pha dứt điểm cận thành nào. Còn thì trước đó ở giai đoạn đầu trận, Công Phượng đã tung ra một pha sút xa trái phá, thủ thành đối phương nó phải bay người hết cỡ. Lại là Công Phượng. Thật ra Công Phượng chuyền bóng rất là tốt anh em ạ, kỹ thuật một sao thôi nhưng mà thi đấu vẫn rất hay. Đây là Billy Kẹt Cao Phon Phon. Ui giời ơi, chuyển cho Công Phượng đi, sao lại chuyền như vậy nhở. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được 5 phút và chúng ta vẫn đang rất bế tắc ở mặt trận tấn công. Đấy, ngoại trừ tình huống phản công đầu tiên nhá. Tình huống đầu tiên là sai lầm từ một tình huống đá phản góc và đội bạn phản công ra thì hàng phòng ngự thi đấu vẫn rất tốt nha. Đây là Billy Kẹt Cao Phon Phon. Billy Kẹt Cao Phon Phon, một tình huống giật bóng lại. Tiếp tục là Billy Kẹt Cao Phon Phon, không được rồi. Mình đọc nhầm tên rồi, đấy là Homan nha anh em. Nhầm tên, sorry anh em. Đấy, hàng tiền vệ và hàng phòng ngự vẫn đang thi đấu rất tốt, đội bạn cũng không có quá nhiều cơ hội trong trận đấu này đâu. Đây là Công Phượng, tiếp tục là Homan. Công Phượng, ủi giời ơi. Billy Kẹt Cao Phon Phon đang chạy chỗ thoáng nhưng mà Homan lại quyết định chuyền cho Nguyễn Công Phượng. Nhưng không sao cả, chuyền cho Công Phượng là một quyết định đúng đắn thôi. Không vấn đề gì cả, cứ chuyền cho Công Phượng là đúng đắn. Kemdi và cầu thủ trung vệ của Philippines vẫn đang thi đấu tốt ở hàng phòng ngự. Hai cầu thủ đang thi đấu ở trời Âu có thể hình cực kỳ tốt, đều cao trên 1m9. Kemdi nếu mình không nhầm cao 1m94 hay 1m96. Bóng đá Thái Lan hiện tại cũng có rất nhiều tài năng trẻ như Thanawat, rồi thì Chanathip, rồi thì Supachok, Supachai, rất nhiều. Còn chúng ta thì mình thấy một phần nào đó là các cầu thủ đang có vấn đề phong độ, đặc biệt là Quang Hải anh em ạ. Quang Hải và kể cả là Hoàng Đức, mình thấy một số trận gần đây đang bị mất phong độ. Hy vọng rằng trận đấu ngày mai thì hai cầu thủ này sẽ tìm lại được đúng đẳng cấp của mình. Đẳng cấp của hai cầu thủ này thì không còn gì là phải bàn cãi nha anh em, cực kỳ xuất sắc rồi. Đang chỉ nói về vấn đề phong độ mà thôi. Một đường chuyền sai, chúng ta đang quá bế tắc ở trận đấu này. Không có một cơ hội nào cho đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á ngoại trừ pha dứt điểm của Công Phượng và Lý Nguyễn. Quả đấy mà Công Phượng dứt điểm vào từ đầu trận thì lại tiếp tục là Công Phượng. Công Phượng cầm bóng rất chắc. Đây là Billy Kẹt Cao Phon Phon. Tiếp tục bóng được triển khai về hành lang của Lý Nguyễn. Lý Nguyễn tiếp tục là một tình huống chuyền bóng. Chuyền đi, ủi giải ơi, Công Phượng chạy kìa, sao không chuyền lại chuyền cho. Buồn thế nhỉ. Đúng là khi mà 11 cầu thủ không còn là những ngôi sao nữa thì chúng ta đang thi đấu rất bế tắc. Tiếp tục là Công Phượng. Công Phượng không để qua người. Một tình huống xử lý bóng xuất sắc của Công Phượng nhưng mà đội bạn còn xuất sắc hơn. Nói chung là đội hình này mang giá trị sưu tầm rồi anh em ạ, chứ để đấu rank thì khó lắm, quá khó. Cảm ơn anh em rất nhiều.